Rồi, hello anh em ha. Đây là sáng thứ bảy ngày 9 tháng 3. Chúc anh em một ngày thứ bảy cuối tuần thật là nhiều niềm vui, làm việc nhiều thành công nha anh em. Sáng nay thì em lên cho anh em xem top 3 em ACU siêu phẩm luôn nha anh em. Ba con máy hết nha. Chạy dao động tầm từ 1.9 tới 2.1 nha. Sắp rớt trứng sò rồi anh em ơi. Dáng dấp tuyệt vời, lông chắp sát, bờm xoắn, lưng vai rất là tốt anh em ha. Cán rất là đẹp luôn. Đó, anh em nào cần gà giống thì bắt những con gà mái này là tuyệt vời rồi anh em ơi, tuyệt phẩm. Không có chỗ nào để chê được nữa. Những anh em nào mà chơi gà siêu, anh em nhìn những con mái này thì anh em biết là đánh giá là chất lượng nó như thế nào ha. Đó, em chia hết 3 con là độ đồng ha. Giá 2 triệu một con nha anh em. Đó, dáng rất rất đẹp luôn anh em ơi. Đó, anh em nào có ưng ý thì chốt sớm nha. Đó, anh em thấy có một em cán có đồ chơi nha, anh em thấy không? Đó, tuyệt vời, tuyệt vời anh em ơi. Rồi, ai có mến thì alo em ha. Giá 2 triệu một con. Đó, em chia tất cả 3 con này là 6 triệu ha. Toàn bộ là gà mái tơ nha anh em, chưa rớt trứng. Anh em mình mang về là có thu hoạch luôn. Và anh em nào có bắt hết, em báo với ship tất cả mọi miền về tới nhà cho anh em ha.